Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thách Thú Store, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Ngày hôm nay về được rất nhiều máy hot, tức là máy gọi là chạy đấy, rất là nhiều. Thì tiếp tục lên video giới thiệu cho các bạn những con máy mới về và những con máy bên mình đang còn. Và các bạn thông cảm rằng máy mới về mình sẽ quay kỹ hơn một chút, còn những cây bên mình đang còn thì mình chỉ quay sơ qua thôi. Các bạn muốn xem chi tiết thì vui lòng nhắn tin trực tiếp cho bên mình qua số Zalo 0566 88 từ quý 9 các bạn nhé. Và ngày hôm nay mình sẽ lên một cái bình luận của một em Nguyễn Quang Hải. Em này thì đã mua của mình mấy cây máy rồi, như lời em nói là mua 4 cây, nhưng bạn của em này tên là Thắng mua của mình chắc phải sắp xỉ 50 cây, chứ trên dưới không không đáng gì cả. 50 cây các bạn nhé, một con số không hề nhỏ. Đấy. Đấy. Nếu ai hay đến cửa hàng của anh Tú sẽ hiểu được lượng khách rất đa dạng, lượng máy cũng thế, đủ các kiểu luôn. Cái mặt cười, cười toát mồ hôi luôn. Nên không có gì bất ngờ về máy rẻ và máy đắt. Đấy, những ai xem video của mình các bạn biết đấy, mình có những con máy chỉ 300-400 nghìn mà. Và mình có một anh tên là anh Bảy, anh ấy rất hay mua các dòng máy đấy. Đấy, bao nhiêu cây anh mua, anh ấy là một trong những người mua nhiều nhất của mình, chắc phải vài trăm máy rồi, vài trăm máy các bạn nhá. Đấy. Và hãy nên không bất ngờ về máy rẻ máy đắt, mà hãy bất ngờ về ít ra còn một địa điểm uy tín và giá hợp lý so với thị trường, cũng như chế độ bảo hành như Thanh Thú Store. Rẻ có giá của rẻ, đắt có giá của đắt. Hãy tỉnh táo sáng suốt lựa chọn. Mình đã xài và mua 4 cây, còn bạn mình dùng và thay cỡ 50 cây. Không quảng cáo, không phung bạt. Thật sự mọi người, cái này là không hề nói xạo nhé, rất là chuẩn luôn. Ngoài em Thắng này còn có một em tên là Quang ấy. Em Quang như khoảng 3 tháng nay không thấy em Quang đâu. Nếu em Quang ấy mà xem được video của anh ấy, cũng như là em gì anh nhỉ, mình tự dưng quên rồi, gì anh nhỉ, xem được video của anh ấy thì Việt anh ấy, thế anh ấy gì nhỉ, gửi đến Quang cho anh một cái lời như này nhá. Hoặc Quang có xem được thì Quang nghe anh. Em thực sự là một người rất là tốt tính nhá, nhưng em mắc vào bệnh cờ bạc. Gia đình có điều kiện, nhà Hà Nội phố Cầu Giấy, thiếu gì tiền đâu mà cờ bạc em chơi thắng làm sao được. Em còn nhớ cái ngày em nói với anh rằng là anh khuyên mọi người bỏ cờ bạc, chơi không thắng được đâu. Nhưng em cười to nói rõ ràng em vẫn chơi thắng đúng không? Nhưng mà tại sao em phải mất tích trên bản đồ? Chắc chắn là không phải là vì anh bán hàng để cho anh, cái điều đấy chắc chắn, bởi vì em mua bán với anh rất là nhiều lần rồi. Máy như thế nào thì em bảo với anh ngay đúng không? Em là người cực kỳ thích công nghệ. Nhưng em mất tích và anh đã hỏi bạn em rồi. Vì em cờ bạc quá. Mà em cờ bạc thì toàn cờ bạc nòm rom. Anh nói thật với em đàn ông nhá, chơi thì chơi lớn, không thì thôi đừng có chơi nữa. Nom rom vài triệu, mưa dầm thấm đất. Đấy, bằng chứng thì em làm nương có, gia đình điều kiện, mà cuối cùng ra là ra nông nỗi này thì anh cũng rất là buồn cho em. Anh nói đến đây thì có thể em tự ái, nhưng mà nghe anh, nhìn cái gương này, bỏ đi mà làm người nhá. Ok, còn bây giờ sẽ đi vào giới thiệu cho anh em. Mà anh em xem ưng con nào thì anh em chủ động nhá. Ok, về toàn máy chất thôi. Đầu tiên là một con Samsung A73. Quan đầu mình xíu. Samsung A73. RAM 6 bộ nhớ 128, máy còn hộp, zin đẹp. Bản Việt 2 SIM. RAM 8 bộ nhớ 128, Samsung A73. 6 triệu rưỡi, máy zin full thì rất đẹp.
Và các bạn muốn xem cấu hình máy thì các bạn có thể lên Google search nhé. Lên Google search. Tiếp theo là một con 13 Pro Max 206GB. Màu gold. Pin 91%. Bản TH tức là bản Thái Lan. Máy zin full thì thật đẹp keng. 19.200.000. Và mình vẫn cứ giảm 500.000 trên một cây. Vẫn giảm là dòng 13 Pro Max này nhá. Là còn có 18.700.000. Lại được 206GB, cực kỳ là hợp lý luôn. Tiếp theo là một con 12 Pro Max 206GB. Pin 82%. Máy bao zin full. Hình thức 98. 15.500.000, 206GB, 12 Pro Max. Bản Mỹ 206. Pin 82% các bạn nhé. Tiếp theo là một con 12 thường. Máy zin full thì thức đẹp keng. Pin 91% ma Mỹ. 128GB, 12 thường. Máy zin đẹp keng. Pin 91. $10.200.000. $11 Pro Max 206GB. Màu gold. Máy zin full thì thức đẹp. 11.500.000, pin 82%. Bản KH. Pin 82%. 11.500.000. Tiếp một con 206GB, pin 86%. Máy zin full hình thức đẹp. 9899. Ô này thì con này chỉ là 11.500.000 thôi nhá. Thì có vết chày như này. Rẻ luôn được 500.000. Đang định bán 12 triệu. 11.500.000, 11 Pro Max 206GB. Tiếp theo là 14 thường, 128GB bản VN, pin 91%. Máy zin full thì rất đẹp keng. Bản VN 118GB. Pin 91%. 14.800.000. 14.800.000. 13 thường 128GB bản VN. Pin 91%. Máy zin full thì thức đẹp keng màu trắng. 13.500.000. Máy zin đẹp keng các bạn nhé. Bản VN 128GB. Pin 91%. Con này pin 90%, bản VN, máy màu hồng nhạt nhé. Màu hồng nhạt, 13.500.000. Máy cũng zin full đẹp và đẹp keng. Zin full và đẹp keng. Tiếp theo mình về được một cây A12 bản Hàn. RAM 3 bộ nhớ 32. Đấy, vào đây cũng còn nè. Đây là hàng còn nè. 2 triệu. Samsung A12, RAM 3 bộ nhớ 32. Máy zin full thì thật đẹp. Tiếp theo mình có một con Redmi 10C. RAM 4 bộ nhớ 128. Con này mình ép lại cái kính mặt trước rồi. Ép lại kính mặt trước rồi các bạn nhé. Thanh lý các bạn có 1.500.000 thôi. Bình thường con này ấy, thì nó phải rơi vào 2 triệu cơ. Đấy, ép kính rồi mình thanh lý có 1.500.000. Rất là hợp lý. Và cái quan trọng là mình không nói ép kính ý. Thì các bạn là người tiêu dùng cũng rất chi là khó biết nhé. Rất chi là khó biết.
Tiếp theo là Samsung A13 bản Hàn. Đây. RAM 4 bộ nhớ 64. 2,5 triệu, RAM 4 64 2,5 triệu. Đây bản Hàn mới còn đây nữa. Đấy. Samsung A13 bản Hàn. Còn bản Việt hôm nay mình về được 2 cây. Đây. Bản Việt 2 cây mới cả cũ mình cũng còn. Đấy, Samsung A13. RAM 4 bộ nhớ 128 là 2,8 triệu, còn RAM 6 bộ nhớ 128 thì là 3 triệu. Samsung A13 bản Việt 2 SIM. Rất là hợp lý các bạn nhé. Rất là hợp lý. Tiếp theo là Samsung S21 Plus bản Hàn. RAM 8 bộ nhớ 256. Máy zin full. Hình thức đẹp thì là 6,5 triệu. Còn lại thì mình còn đây. Còn đây thì tùy hình thức, giá rộng từ 6 triệu đến 6,5 triệu nhá. S21 Plus bản Hàn. A90 5G bản Hàn. Đây. Cũng còn đây về thêm được mấy cây. RAM 6 bộ nhớ 128. Giá dao động từ 3 triệu đến 3 triệu 3. A90 5G bản Hàn. Ok, còn bây giờ thì mình giới thiệu những con máy bên mình đang còn. Thì mình sẽ giới thiệu qua đây nhé. Bạn thông cảm vì mình cũng đang ốm. Đang ốm, giọng nó yếu. Một con Apple Watch. Một con Apple Watch SE Gen 2 bản 44 size 44 size 44 nhá. Màu đen. Vẫn còn nguyên đồ cáp sạc xịn còn nguyên nhá. Đấy, và mình đang dùng thử và thấy rất là ngon. Mình dùng từ sáng pin còn bao nhiêu phần trăm? Ủa, pin vẫn còn 78% này. Chắc dùng được 2 ngày này. Rất là ok luôn. 4 triệu các bạn nhé, 4 triệu mình đang xài. Đây. Mình để hình nhà mình nè. Tiếp theo là 13 Pro Max. Mình báo giá. Và giá này sẽ trừ đi 500.000 nhé. 128GB, pin 100, 19 triệu. Máy zin đẹp ma Mỹ. 206GB, pin 89% bản VN, 19,2 triệu. Qua thông cảm giới thiệu qua vì mình nhiều máy lắm. Các bạn muốn xem chi tiết thì nhắn tin Zalo nhé. Đây là 12 Pro Max. Bản ZA Symphony, pin 87%, 18,7 triệu. 128GB bản VN, pin 88%, 18,5 triệu. Pin 95% bản VN, 19 triệu. 128GB, pin 85% bản VN, 18,1 triệu. Một 128GB bản VN, pin 87%, 18,5 triệu. Ô, thế còn 2, 4, 6, 8 cây à? Còn ít thế nhỉ? Tiếp theo là 14 thường. Máy zin full hình thức đẹp 9899. Con này bản 512GB, 21,5 triệu. Tiếp theo là 12 Pro Max thì mình vẫn còn là đâu, con này là 13 Pro Max. Nhiều máy quá rồi. Pin 87%.
bản VN 128GB máy zin đẹp 18.500.000. 12 Pro Max nhớ là giảm 500 nhé. Mình vẫn còn đủ màu. Màu đen, màu xanh, màu trắng và màu gold. 128GB, 206GB và 512GB. Giá dao động từ 15 triệu đến 16 triệu. Mười hai thường 64GB máy đẹp 9 triệu, máy đẹp thì 9 triệu, còn lại mà hình thức tầm 98 thì nó rơi vào tầm 8,5 triệu, 8,7 triệu máy zin full. Còn 206GB à đâu 128GB máy đẹp thì là 10,2 triệu. Còn tùy hình thức nhá, đây mình nhiều giới thiệu qua thôi, đây rất là nhiều, trong đó có một con màn tàu 6,5 triệu. Đây, màn tàu 6,5 triệu. Màn tàu, mình báo màn tàu luôn nhé. Bạn yên tâm. Mười hai Pro 206GB pin 81%, 12,5 triệu. Máy zin full hình thức 98. Còn này 128GB pin 84%, 12 triệu. Máy zin full hình thức 98. Mười một thường bên mình cũng rất là nhiều. 64GB máy zin thì thức đẹp keng, bản VN thì là 7,5 triệu, còn bản khác thì là 7,3 triệu. Còn hình thức 98 thì dao động 7 triệu, nói chung là rất là nhiều. Đây còn đây nữa này, đống 128GB thì máy đẹp là 8 triệu. 11 thì mình cũng có gần 20 cây. Đây có con này thanh lý này, 128GB đã thay màn thì thay màn zin ép kính 7 triệu, một thường 7 triệu. Và có con này 6,5 triệu này, tình trạng đã thay màn nhưng thay màn zin 64GB 6,5 triệu. XR128GB còn 3 cây. Máy zin full hình thức đẹp 98. 5,7 triệu. 5,7 triệu. SE3 206GB máy zin full hình thức 98. 6,5 triệu. XS Max. Ủa, mặt bán chạy thế nhỉ? Sợ còn ít rồi. XS Max 64GB máy zin đẹp 7,5 triệu. Còn hình thức 98 thì là 7,2 triệu. 206GB máy zin đẹp là 8 triệu. Còn hình thức 98 là 7,7 triệu. Chỉ có màu gold và màu đen thôi. Mười một Pro Max 64GB màn tàu hỏng phay 6,5 triệu, màn tàu và hỏng phay 6,5 triệu. Sáu mươi bốn GB mã Mỹ pin 100 9,8 triệu, pin 100 thì chắc chắn là pin thay rồi nhá, 9,8 triệu. 64GB có đây bản 2 sim vật lý pin 100 10,3 triệu. 10,3 triệu. 12mm còn có 3 con 4 con. 128GB dao động 6,5 triệu nhé. 128GB con này là như nào nhỉ? Mới mua lại hay sao? Mai mình báo giá sau nhé. 11 Pro 64GB 7,5 triệu. Quá rẻ, vì sao? Vì con này ép lại kính mặt trước rồi các bạn nhé. Ép lại kính mặt trước rồi 7,5 triệu. Bình thường nó 8,5 triệu mà. Con này thay lưng này cũng 7,5 triệu. 64GB thay lưng 7,5 triệu.
Con này 64GB máy zin full hình thức 98, 8 triệu 2. 8 triệu 2. Triệu rưỡi pin 100. 64GB 8 triệu rưỡi pin 100. Đấy, một polo đẹp. Con này 7 triệu 3, 64GB thay màn zin ép kính 7 triệu 3. Đây còn một con 11 Pro Max 64GB. Tình trạng đã thay màn nhưng thay màn zin 9 triệu 2. 7 Plus 128GB 2 triệu 3. Con này màn nó hơi già rồi nhá, nhưng mà thanh lý giá coi như là bỏ màn luôn. SE 2020 64GB 3 triệu 4, 128GB 3 triệu 7 và 206GB là 3 triệu 9. Samsung A32 bản Hàn, zin đẹp, RAM 464, 2 triệu 8. Còn con này màn ám thì thanh lý 2 triệu. Màn ám thanh lý 2 triệu. G525 RAM 464, 1 triệu 8. 1 triệu 8 máy zin đẹp. A30 RAM 332 1 triệu 7 máy zin đẹp. A750 RAM 464 máy zin hình thức 97 triệu rưỡi. A9 2018 RAM 6 bộ nhớ 128 2 SIM 2 triệu rưỡi máy đẹp. A9 Pro RAM 6 bộ nhớ 128 máy zin full hình thức 98, giá dao động từ 2 triệu 2 đến 2 triệu rưỡi. A12 bản Việt, RAM 4 bộ nhớ 128, 2 triệu 4, máy zin đẹp. M12 RAM 464, 2 triệu 6, máy zin hình thức 98. A31 bản Hàn RAM 464 2 triệu rưỡi. A42 5G bản Hàn RAM 4 bộ nhớ 128 3 triệu. Còn RAM 6 thì là 3 triệu 2. Máy zin đẹp. A32 5G bản Hàn RAM 4 bộ nhớ 128 máy zin đẹp 3 triệu. A22 bản Hàn RAM 4 bộ nhớ 128 máy zin đẹp 3 triệu. A72 RAM 8 bộ nhớ 256 bản Việt 2 SIM 4 triệu 9. A33 5G bản Hàn RAM 6 bộ nhớ 128 máy zin đẹp 4 triệu. A con này là A53S bản Mỹ RAM 6 bộ nhớ 128 máy zin đẹp. Con này giảm được 4 triệu rưỡi. Bản Mỹ của anh ấy. A72 5G bản Việt 2 SIM máy zin đẹp 6 triệu 3 RAM 8 bộ nhớ 128. A52S 5G bản Việt 2 SIM RAM 6 bộ nhớ 128 4 triệu, còn RAM 8 là 4 triệu 2.
22 Plus bản Hàn, máy zin đẹp keng, 9 triệu. RAM 8 bộ nhớ 256. Thì móc cái giấy ra đẹp keng luôn nhá. A71. Con màu xanh bản Hàn, con màu trắng bản, con màu xanh bản Việt, con màu trắng bản Hàn. RAM 8 bộ nhớ 128. 3,8 triệu. A34 5G. Máy nguyên hộp bảo hành dài 5,6 triệu. RAM 8 bộ nhớ 128. Nguyên hộp nhé. Bản Việt. A14 bản Việt 2 SIM. RAM 6 bộ nhớ 128. Máy cũng zin đẹp và còn bảo hành dài. 3,4 triệu. Con này cũng còn hộp gọn nhé. M33 5G. RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin đẹp, bản Hàn 4 triệu. M23 5G. RAM 4 bộ nhớ 128, bản Việt 3,5 triệu, bản Hàn 3,2 triệu. Máy zin đẹp. S21 Ultra. RAM 12 bộ nhớ 256, bản Hàn. Giá dao động từ 9 triệu đến 9,5 triệu. S21 Ultra. Có cả cây bản Việt này, cũng 9 triệu, RAM 8, RAM 12 bộ nhớ 128, bản Việt, máy hình thức 98 này. S23 Ultra bản Hàn, RAM 12 bộ nhớ 256, 2 SIM, máy zin full thì rất đẹp keng. 18,5 triệu. S3 Ultra 18,5 triệu. Bắt đầu từ đời cao này thì bản Hàn thì vẫn dùng được 2 SIM rồi các bạn nhé. S22 Ultra bản Việt 2 SIM, RAM 12 bộ nhớ 256, máy zin full thì rất đẹp keng. 14,5 triệu. Bản Hàn cũng RAM 12 bộ nhớ 256, máy zin đẹp keng, 13,7 triệu. Bản Mỹ RAM 8 bộ nhớ 128, 12,7 triệu, máy zin đẹp keng. Note 20 Ultra, một cây bản Việt, một cây bản Hàn, đồng giá 8,5 triệu. Con bản Việt thì RAM 8 bộ nhớ 256, còn bản Hàn thì là RAM 12 bộ nhớ 256. Con này thì lại bản Mỹ. Bản Mỹ mất bút, RAM 12 bộ nhớ 128, 7,5 triệu. Rẻ luôn 1 triệu cái bút. Lốt 20 bản Hàn, máy zin đẹp keng, RAM 8 bộ nhớ 256, 5,5 triệu. S20 Ultra RAM 12 bộ nhớ 256, giá dao động từ 6 triệu đến 6,5 triệu. Note 9, RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin hình thức 98, 3,8 triệu. Bản Hàn các bạn nhé. Note 8 bản Hàn, RAM 6 bộ nhớ 64, máy zin full hình thức 98, 3 triệu. S10 Plus bản Việt thì là 4,2 triệu, bản Hàn 4 triệu, RAM 8 bộ nhớ 128. S21 RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin full hình thức 98, 6 triệu. S21 5G bản Hàn RAM 8 bộ nhớ 256, máy zin hình thức 98, 5,5 triệu. Note 10 con màu đỏ 4,4 triệu, con màu tím 4 triệu, máy đều bao zin, zin full RAM 12 bộ nhớ 256, bản Hàn. Note 10 Plus RAM 12 bộ nhớ 256, máy zin full hình thức 98, 6 triệu. Xiaomi 11T 5G RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin đẹp, 5 triệu. Xiaomi 11 Lite 5G RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin đẹp, 4 triệu.
V40 Thiên Quy, RAM 4 bộ nhớ 64, 2.1 triệu, máy zin hình thức 98. Q52 RAM 464, máy zin đẹp 2.3 triệu. LG Vervet, RAM 8 bộ nhớ 128, Vervet thì Vervet. Vervet. 3.3 triệu, máy zin full hình thức đẹp 98. Q925G, RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin đẹp 2.5 triệu. Q61, RAM 464, máy zin đẹp 2.2 triệu. Oppo A76, RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin đẹp 3.5 triệu. Redmi Note 10 Pro, RAM 8, bộ nhớ 128, máy zin đẹp 4 triệu. Oppo A78 5G, RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin đẹp 3.5 triệu. Oppo Reno 5, RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin đẹp 3.5 triệu. Oppo A74 5G, RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin đẹp 3.5 triệu. Quá chắc là máy zin đẹp. Ta dùng cường lực từ bao giờ khó bóc đấy. Redmi Note 11, RAM 4 bộ nhớ 128, 2.2 triệu. Máy zin, nhưng mà nó hơi sứt, thì kính cam nhé, 2.2 triệu. Oppo A74, RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin thì thức đẹp 3.3 triệu. Huawei P20 Pro, RAM 6 bộ nhớ 128, 3 triệu. Redmi 10, RAM 464, 2.2 triệu, mặt trước đẹp, mặt sau phẩy. Vivo Y16, RAM 464, 2.6 triệu, máy zin đẹp. Oppo Reno 4, RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin đẹp 3.3 triệu. Xiaomi C11, RAM 232, 1.1 triệu. Có lẽ kính mặt trước rồi nhé. Vivo Y12S, RAM 332, 1.5 triệu, máy zin hình thức 98. Oppo A12, RAM 3 bộ nhớ 32, 1.1 triệu, máy zin đẹp. Vivo S1 Plus, RAM 8 bộ nhớ 128, 2.5 triệu, máy zin hình thức phẩy. Oppo F11, RAM 664, con này mặt kính trước sứt kính nhá, thanh lý có 1.1 triệu, bình thường con này phải 1.8 triệu cơ. Ok các bạn nhé, bạn xem chi tiết thì nhắn tin Zalo bên mình. Thank you mọi người nhé, thank you.